lấy giống cho cặp Rottweiler nội địa Gervy, Kute và Loki. Đây là Loki và Kute. Kute thì là con của Bruno. Đây nó cũng là ở trong cái kế hoạch ghép cái gen của con Bruno và cái gen của trại Kumasi. Đây là Kute. Ban đầu ấy thì định cho ghép Marvin. Nhưng mà thả hai con ra thì chúng nó vờn nhau, chúng nó chơi. Chứ chúng nó không có cái độ quấn. Thành ra là mình quyết định là mình đổi thử sang cho ghép với lại Loki. Thì hai con nó rất là quấn nhau. Và quyết định là cho Kute ghép với Loki luôn. Chứ còn dự định ban đầu ấy là cho lần này là cho ghép với lại Marvin. Marvin với Loki thì là hai anh em thôi, cùng mẹ Pila. Nhưng nếu mà theo cái lịch ấy thì là sẽ cho ghép với Marvin. Thì nó có họ nhưng mà nó xa một chút hơn so với lại Loki. Loki thì họ gần hơn. Được cái là họ gần, họ ngoại. Gần xa thì nó cũng không phải là cái vấn đề gì lắm, nếu mà cái gen của cái con chó nó tốt. Và cái đàn chó con này thì nó nếu mà thuận lợi thì nó sẽ là một cái đàn chó con ở cái mức chất lượng cao. Với hai con chó là hai mang hai cái đặc trưng của hai cái trại chó mà mình cảm thấy rất là ok. Trại của Bruno mình đánh giá rất cao là ở cái khuôn mặt của con chó nó rất là đẹp. Còn trại Kumasi thì mình đánh giá là nó rất là toàn diện. Và đặc biệt đấy là cái thần kinh của nó, là cái con chó nó cực kỳ thần kinh, nó cực kỳ tốt. Nó thông minh, nó tự tin. Và cái khung gọng của cái trại này thì cái gen của họ, cái khung gọng nó rất là khỏe. Thì mọi người cứ nhìn cái dàn chó của nhà mình ấy, những con chó nhân giống ra, Marvin, Loki hay Melsie hay Siro, đó, cái gen vận động của chúng nó là cái gen của trại Kumasi, trại Đức. Còn cái khuôn mặt thì mình đánh giá rất là cao cái khuôn mặt của trại của Bruno, nhất là Bruno. Mình thích cái khuôn mặt kiểu như vậy. Và nó hơi đổi đi một chút nữa. Tức là cái mong đợi của mình ấy, là mong đợi ghép hai cái phả gen với nhau. Thì Kute là con của Bruno và nó mang nét đặc trưng của con Bruno ở trên khuôn mặt. Nó cũng giống như con Siro ấy. Hai con nó là cùng bố Bruno đấy. Và mọi người nhìn có thể mọi người sẽ thấy nó rất là giống nhau. Hay là con Nancy, mọi người sẽ thấy là Siro này, Nancy này, Kute này, là nó nhìn cái mặt nó rất là giống nhau. Nó đặc trưng theo cái mặt của con Bruno. Đó, mọi người nhìn này. Mở điện thoại ra rồi này, cất điện thoại đi đó. Đang chơi với chó, đang quay chó, thành ra là không nghe điện thoại được vì nó rất là ồn. Thành ra là nếu mà ai mà có gọi đến mà mình không nghe được thì mọi người thông cảm, để lại tin nhắn nhé. Nói tiếp là cái đàn này là sẽ là cái đàn chó con mà rất là chờ đợi. Và chó con nó sẽ ở mức chất lượng cao. Nó sẽ là cái đàn chó con ở mức chất lượng cao với cái sự ghép của hai cái phả gen của hai trại trong cái kế hoạch của mình. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người quan tâm đàn chó con này thì cùng theo dõi nhé.